Thì bên đây antivirus J E V bệnh lý viêm não mà do virus gây nên ở châu Á thì cái con gì đứng đầu thì con suy virus như là nhân bản là con gì đó. Như vậy là chúng ta biết rằng cái bệnh lý viêm não là bệnh vô cùng nguy hiểm, mà nếu mà do virus thì cũng rất nhiều loại virus gây nên viêm não, nhưng con virus như là nhân bản chúng ta đào tay đó là con gì đó. Chúng ta thấy được cái vai trò vị trí của nó. Cái thứ hai nữa là một khi mà bị viêm não rồi thì là tử vong rất cao, có thể lên đến 55%, 55%. Còn nếu mà sống được thì cái di chứng tâm thần kinh vô cùng nặng, tức là đứa bé không phát triển được, nó không tự phục vụ được, không học hành, không làm được cái gì nữa. Đó là một di chứng rất nặng về mặt tâm thần kinh. Như vậy là nó sẽ trở thành cái này của một cảnh giới đó. Do đó tại sao mình sợ như là mình phải phải chờ đợi. Và cái bệnh này nó có mang tên là virus viêm não nhật bản, bởi vì nó có cái tính lịch sử của nó. Bởi vì năm 1871 cái bệnh viêm não nhật bản lần đầu tiên nó được mô tả ở Nhật. Vì vậy do đó cái tên lịch sử là viêm não nhật bản ở từ đó là từ chính vì cái bệnh này mang tên viêm não nhật bản, do đó là người Nhật người ta tập trung nghiên cứu rất kỹ về bệnh lý này và người ta cố gắng tìm nguyên nhân nào là nguyên nhân gây bệnh viêm não nhật bản. Thì đến năm 1935 ba nhà học gia người Nhật là ông Kasara, ông Kawamura và Taniguchi là ba nhà gia người Nhật Bản đã tìm ra được cái con virus viêm não Nhật Bản và đặt tên là virus viêm não Nhật Bản luôn. Như vậy là nó có ý nghĩa lịch sử và có ý nghĩa địa lý. Còn Việt Nam chúng ta thì trong thời kỳ Pháp thuộc người ta đã nghiên cứu, người ta thấy là hiện nay chúng ta đã có virus viêm não Nhật Bản và cái nghiên cứu thực hiện vào năm 1933. Rồi sau đó người ta đã tiếp tục xác định là miền Bắc là nghiên cứu vào năm 64 có rất nhiều loài mang virus viêm não Nhật Bản. Như vậy là người ta như vậy bỏ ở đâu bỏ mũi rồi heo và các loài chim. Như vậy chúng ta thấy là trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật khác nhau chứa virus viêm não Nhật Bản. Về mặt tính chất của nó thì giống như hệt như là cái con virus này, thì đó tôi cũng nhắc lại thì có cái là trung gian truyền bệnh, thì cái con mũi mà trung gian truyền bệnh virus này là mũi Aedes, thì cái con mũi này chúng ta gọi là mũi Culex, cái dấu của nó là Culex và cái tên đầy đủ của nó là Culex Pteridophis là tên đầy đủ của nó. Thì cái mũi Culex nó có đặc biệt gì? Chúng ta thấy đây là cái hình trục nó mọc trên cái đầu cái lúa đó này, thì chúng ta thấy cái con mũi cua lấy này hoàn toàn nó không có một cái đặc điểm gì đặc trưng để chúng ta phân biệt cái loại mũi không chân, có chân dài. Ok, chân dài tới đó thì đây là chân dài chân siêu dài chân dài rồi cái đề khi mà cái con bị chưa lấy nó mang virus viêm não Nhật Bản nó chích chúng ta, thì cái nơi nào thì mà chích là cái nơi đó là cái nơi đầu tiên cái con virus viêm não Nhật Bản nó phát triển. Nhưng mà sau khi nó phát triển ở một cái số lượng lớn rồi thì cái con virus viêm não Nhật Bản này nó sẽ mượn đường máu, nó mượn đường máu thôi nhỉ, nó không gây bệnh lý gì ở máu cả, nó chỉ mượn đường máu để đi lên thế hệ tình trạng
và khi nó lên tới hệ thần kinh trung ương thì nó sẽ gây bệnh lý và cái hậu quả của nó có bệnh viêm não đó. Và khi người đó có bệnh viêm não, chúng ta thấy cái diễn tiến của nó sẽ rất lớn nha. Trong trường hợp viêm não cấp tính thì ồ ạt xảy ra triệu chứng viêm não và đứa bé thường sau 7 ngày nó nhanh được như vậy. Còn nếu mà tốt nhất thì chỉ cần là bị viêm não 1-2 ngày sau, nhiều khi chưa điều chỉnh và đứa bé nó và là thôi thôi. Còn nếu đứa bé nó chết thì chỉ chứng thức về mặt tâm thần nó bị nghe, về thần kinh nó bị nghe, rồi về nhân cách của nó cũng bị vỡ vào. Như vậy chúng ta thấy là toàn bộ những cái gì liên quan đến tâm thần kinh của đứa bé ta thấy nó có những di chứng và hậu quả rất là đứa bé nó tăng tăng suốt đời, nó có thể là đi học sẽ đi nhiều. Như vậy là sẽ có một cái gì thì chúng ta chốt cái gì trên tay thì tôi cũng không có nhắc là giống như là mày không phải học nào vừa được đâu, vừa là sai lầm. Và cái kinh nghiệm tốt nhất là chúng ta dùng một cái PCR và đối với cái sinh vật đối với một cái người mà sau khi bị nhiễm virus như là nhật bản, trong người đó có nhiều loại kháng thể đó, nhưng mà chúng ta xác định cái loại kháng thể trung hòa IgG là loại kháng thể tốt nhất để bảo vệ cơ thể và nó có khả năng bảo vệ suốt đời. Như vậy là đối với virus như là nhật bản, vai trò của miễn dịch hệ là chủ yếu, trong khi đó không biết được là vai trò của dịch tế bào như thế nào. Như vậy chúng ta xác định là một đứa bé sau khi bị nhiễm virus như là nhật bản thì nó có kháng thể trung hòa, sau khi nó đi tiểu đường thì nó có kháng thể trung hòa, thì chính cái kháng thể này nó tồn tại suốt đời và nó bảo vệ cơ thể nó không bị nhiễm virus như là nhật bản. Cái đó là vấn đề về dịch học. Nhưng mà vấn đề dịch học cái này nghe cái này chúng ta mới hiểu được cái lý do cách đây nhiều năm, do phương tiện báo chí chúng ta viết cách không đầy đủ, đưa đến chỗ là tạo cơn sốt là người ta kéo nhau vào phòng đi chữa người virus sinh bệnh. Em có thể tưởng tượng hàng quan xe ca kéo các nơi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên người Buster xếp hàng để đi chiếc đường như là nhật bản. Có những cái cụ già trong cây đi lọt họ đi chiếc đường. Như vậy chúng ta thấy là cái vấn đề của họ đúng như vậy. Bây giờ chúng ta vấn đề này sẽ bỏ là thứ nhất là chúng ta biết là cái vùng dịch tễ của virus như là nhật bản rất là lớn. Nó cả nguyên cái vùng mà dịch tễ học đó là cả các châu Á và những cái đảo quốc, những quốc gia nằm ở ven Thái Bình Dương đều là một dịch tễ của virus như là nhật bản. Và người ta thống kê số lượng người dân mà sống ở trong cái vùng này khoảng 3 tỷ người. Như vậy 3 tỷ người này là 3 tỷ người rất có nguy cơ bị nhiễm virus như là nhật bản. Rồi cái số 3 tỷ người sinh sống thì nó sẽ đẻ ra 70 triệu đứa nhỏ. Thì 70 triệu đứa nhỏ được sinh ra hàng năm nó cũng là đối tượng chính để bị nhiễm virus như là nhật bản. Chúng ta có khái niệm về mặt dân số, chúng ta có khái niệm về đối tượng bị nhiễm. Như vậy là khoảng 30 người bị nhiễm thì mình đã ước tính là cứ khoảng 100 người dân thì có 10 đến 100 người bị nhiễm virus như là nhật bản. Cái tỷ lệ như vậy, cái gọi là tỷ lệ mắc, cứ 100 người dân thì có 10 đến 100 người bị nhiễm virus như là nhật bản. Và trong cái số người bị nhiễm virus như là nhật bản, cứ 300 người bị nhiễm thì mới có 1 người có triệu chứng bệnh như này. Như vậy là thấy rõ ràng là gì? Tức là cái số người bị nhiễm thì nó nhiều, nhưng mà cái số có triệu chứng
ba cái trong số chỉ có một đứa mới bị bệnh viêm não, như vậy là cái đứa mà bị viêm não là đứa quá xui, đúng không? Nó quá xui. Tới số rồi, rồi trong cái số mà cái đứa mà bị viêm não á, à, thì cứ bốn đứa thì có một đứa chết, tức là tỷ lệ một phần tỷ lệ chết của nó là, xin lỗi, một phần năm, tức là năm đứa mà có chỉ viêm não thì có một đứa chết. Như vậy là còn lại bốn đứa thì sao? Là còn lại bốn đứa là nó tăng tăng luôn. Giúp một thằng thông cảm, đồng cảm. Đó, như vậy thì sao thấy là khi mà chúng ta coi những con số này, chúng ta mới hình dung được cái vi trọng của bạn như thế nào. Như vậy là những đứa bé mà khi nó còn nhỏ, khoảng 3 cho đến 15 tuổi là cái đứa tuổi dễ bị mất dễ bị. Còn người lớn là còn những không bị vi trọng của bạn nữa, tại vì hầu như là người lớn đã từng bị con người có lấy cái rồi, đã từng bị nhiễm virus viêm não nhật bản rồi mà không có triệu chứng. Vì vậy trong máu đã có kháng thể nước ngoài giúp cho người lớn không có triệu chứng. Các em hiểu không? Như vậy cớ gì mà mấy ông già bà già lo bộ và không biết chủng ngừa chúng ta nhật bản là cái gì? Các em hiểu không? Như vậy là bản thân những người này là đã có kháng thể rồi. Nó sẽ nghiệm ớt thế là không tính nữa. Nếu mà cần những đứa bé này ba cái đứa là sức mạnh. Bởi vì những đứa này là nó chưa có tiếp xúc với con virus bao giờ. Một khi mà nó bị con virus có lẽ nó chết, nó bị nhiễm virus như là Nhật Bản thì mới có khả năng có triệu chứng thôi. Đó. Vì vậy cho nên cái đối tượng nguy cơ là những cái đứa bé. Em hiểu không? Rồi cái đặc điểm sinh học của cái con mũi, tôi lấy cái con mũi này là một cái đặc điểm là nó đẻ trứng ở bất kỳ cái chỗ nào mà nó luôn là đẻ trứng. Và đặc biệt chúng ta biết là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long là đi tới đâu chúng ta lại có một kênh rạch còn mưa không phải chỗ nào nước hết, đúng không em? Gần như chỗ nào cũng nước hết. Các em đi về nhà mà dưới quê đã qua mấy một cái cầu thủy chỗ nào cũng nước hết. Như vậy là chúng ta thấy là cái con mũi cô lấy nó rất phát triển ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung. Rồi khi mà nó đẻ trứng thì nó hình thành cái con mũi cô lấy nó không sống ở trong nhà, không sống ở trong nhà mà nó sống là sống ở bên ngoài, sống ở bên ngoài. Và nó có cái tập quán là chích và hút máu thường là bằng chiều cầu. Thường là chiều cầu thì mình nói chuyện chết tàn, nó chết các loài chim và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long chúng ta chặt đôi thì chết gia súc chúng ta đang nuôi cũng biến. Do đó cứ chiều tối là bay đến con heo, chúng ta lừa với là con heo là chết con. Nhưng mà con heo nó bị chết nó nhỉ như thế nhưng mà nó không bị chết, nhưng mà nó sẽ là ổ chứ nó làm cho ổ chứ. Còn người ta mắc bệnh là như thế nào? Là do chúng ta là đi lại gần gần với cái chuồng heo thì lúc đó cái con mồi cua lấy nó cũng lộ là heo, nó mới chết mình thì lúc đó mình mới bị nhiễm. Thôi cho nên chúng ta gọi là ký chủ tai nạn là chúng ta đang chịu tai nạn, nhưng chúng ta phải là chúng ta phải làm heo. Và cái con mũi cô lấy này một khi mà nó làm gì cho các em thì khi nó đẻ trứng thì cái trứng của nó đã mang sẵn virus. Rồi là khi một cái con mũi cô lấy nó trưởng thành thì bản thân của nó đã mang sẵn con virus của các mũi, và sau đó khả năng nó lây rất là nó khác với con AIDS. AIDS nó không có truyền virus vào trong nhưng mà con mũi lấy còn vấn đề phòng bệnh này hiện nay phòng bệnh rộng quá, chỉ như chúng ta phải đi mũi rồi, nhưng mà trong thời gian đối với chúng ta khó là gì quá, nhưng người ta đề nghị chúng ta thay đổi cái cách canh tác. Bây giờ chúng ta nhận nước vào ruột chúng ta tháo ra, chúng ta nhận vào chúng ta tháo ra, tức là cái phương pháp canh tác chúng ta khác đi để chúng ta đánh cái nguy cơ
nó sẽ dễ hơn. Đã khuyên là nếu nuôi heo thì chủ heo chúng ta phải xa nhà, chứ đừng lấy gần nhà. Thì lấy nhà người ta. Nếu lấy gần trong nhà thì sợ nó lỏ. Trong nhà. Nhưng mà khổ nó sẽ biến thành hàng năm. Đến gần Tết thì thế này, họ nuôi heo thì xa nhà đó. Thì đến gần Tết họ kiếm heo bán không có. Hàng xóm bán lên Tết rồi. Cho đó là cái khổ. Để xa nhà thì sợ mất. Và để gần nhà thì sợ mất. Để gần nhà hàng xóm. Còn với lại vaccine thì nghe là vaccine được nghe là được vaccine. Và cái vaccine thì nghe được nó tiêm 3 lần. Cái đứa bé nó tiêm được là sau 1 tháng mũi 4 tuổi lễ sau tiêm mũi 3 năm sau tiêm mũi đó là những người đợi. Cái này là đúng rồi, tiêm 1 lần. Nhưng mà tuy nhiên về vấn đề điều trị giống như được làm từ người khác. Hiện nay bị viêm não do virus gây nên thì chúng ta chưa có phương pháp điều trị, điều trị chỉ mang tính điều trị mà thôi. Bây giờ nào đi bốn lần nghĩ coi, hẹp me luôn à.